Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nổ mìn trên dãy cà phê khiến một người tử vong. Vụ việc xảy ra trong sáng ngày 8 tháng 10 trên địa bàn xã Nam Đà, huyện Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Tại Đắk Lắk, sau nhiều giờ bao vây, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã giải cứu thành công một con tin bị đối tượng ngáo đá khống chế trong mạng internet. Phản ánh của khán giả Thanh Hải số điện thoại 0903 3 số cuối 779. Ảnh hưởng từ việc khai thác đất của các công ty xây dựng trên địa bàn xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nhiều trụ điện đứng trước nguy cơ ngã đổ, đe dọa sự an toàn trong mùa mưa bão. Phản ánh của khán giả Vũ Phong số điện thoại 0919 3 số cuối 221. Với danh nghĩa nạo vét lòng hồ, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái hồ Trạng Đìa, thôn Cẩm Phổ, xã Do Mỹ, huyện Do Linh, Quảng Trị đã bị băm nát để tận thu titan và đại công trường này bị bỏ hoang khi titan cạn kiệt. Phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Vũ số điện thoại 0947 3 số cuối 771. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thân các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có nơi sinh hoạt lưu trú, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Trị đã chung tay góp sức xây dựng nên những căn nhà ở miễn phí. Chia sẻ của khán giả Bùi Ngọc số điện thoại 0976 3 số cuối 215. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Anh Vương cho biết vào sáng ngày 8 tháng 10 trên địa bàn xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Nam Đà, huyện Krông Nô đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Nạn nhân là anh Lại Hà Phương, sinh năm 1990, ngụ thôn Nam Cường, xã Nam Đà. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn. Được biết, theo kế hoạch, sáng ngày 8 tháng 10, anh Phương thuê thợ về xây hàng rào để nuôi heo rừng. Thời điểm xảy ra vụ việc, thợ xây chưa tới và vợ anh Phương cũng không có nhà. Cũng tại Đắk Lắk, vào khoảng 21 giờ đêm ngày 7 tháng 10, công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bao vây quán internet số 172 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương, 26 tuổi, trú tại phường Tân An của thành phố này, giải cứu một thanh niên. Trước đó thấy nam thiếu niên đang ngồi chơi trong tiệm internet, bất ngờ bị Phương lao vào kẹp cổ và lôi vào bên trong để uy hiếp nhiều giờ đồng hồ. Thông tin này được khán giả Thanh Hải từ số điện thoại 0668 3 số cuối 321 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước đó, trưa ngày 7 tháng 10, đối tượng Nguyễn Ngọc Phương vào quán internet ở số 172 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, bất ngờ khống chế một nam thiếu niên rồi cố thủ nhiều giờ tại đây. Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột đã có mặt phong tỏa hiện trường và vận động Phương để thả con tin. Tuy nhiên, Phương vẫn cố thủ và bắt giữ nam thiếu niên này. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ xịt hơi cay vào Phương và giải cứu thành công con tin. Được biết, Phương là người thường xuyên chơi ma túy đá nên có cảm giác ảo và dẫn đến sự việc trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân. Tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, hiện đang tồn tại tình trạng đường dây điện chênh vênh bên sườn núi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về điện. Nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh hưởng từ quá trình khai thác đất của các công ty xây dựng trên địa bàn. Để hiểu rõ hơn về thực trạng này, mời quý vị cùng đến với clip phản ánh của khán giả Vũ Phong có số điện thoại 0919 3 số cuối 221. Đây là đường dây tải điện cung cấp cho trạm BTS, trạm thu phát sóng di động trên đỉnh núi Rú Bùi, xã Khánh Sơn.
Thời gian qua, quá trình khai thác đất của các công ty xây dựng đã làm cho nhiều cột điện trong đường dây này bị khoét sâu xung quanh chân. Thậm chí có những cột điện bị móc đất sát chân cột, chênh vênh bên sườn núi. Về lâu dài, nếu đường dây điện này không được di rời hoặc có phương án bảo vệ khi mùa mưa bão đến, các mô đất xung quanh bị xói mòn sẽ dẫn đến gãy đổ, mất an toàn về điện. Qua tìm hiểu, khán giả Vũ Phong được biết, thời gian qua công ty xây dựng Tân Hưng, công ty xây dựng Tân Nam được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép lấy đất tại Rú Bùi, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, phục vụ cho các dự án xây dựng trên địa bàn. Mặc dù đường dây điện đã có từ trước nhưng các đơn vị này không thực hiện di rời cột điện mà đào khoét xung quanh để lấy đất dẫn đến tình trạng trên. Qua phản ánh này, khán giả Vũ Phong kiến nghị các cơ quan chức năng huyện Nam Đàn cần sớm có các giải pháp kịp thời bảo vệ hệ thống đường dây điện, tránh nguy cơ mất an toàn về điện trong mùa mưa bão. Thưa quý vị, dự án nạo vét lòng hồ Trạng Đìa, thôn Cẩm Phổ, xã Do Mỹ, huyện Do Linh, Quảng Trị được phê duyệt vào tháng 7 năm 2012 do Ủy ban Nhân dân xã Do Mỹ làm chủ đầu tư nhằm mục đích tích nước phục vụ sản xuất, tạo cảnh quan môi trường sinh thái. Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm có địa chỉ ở số 1/45 Lý Thường Kiệt, thành phố Đông Hà là đơn vị trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu. Số vốn đầu tư dự án trên 1,2 tỷ đồng do công ty Thanh Tâm đầu tư 100%. Trong khi nạo vét lòng hồ, công ty Thanh Tâm được phép tận thu titan. Thế nhưng sau khi tận thu titan xong thì phía công ty Thanh Tâm lại chưa hoàn thành dự án phục vụ dân sinh như cam kết với người dân, khiến họ rất bức xúc. Ghi nhận của khán giả Bùi Ngọc Vũ từ số điện thoại 0947 3 số cuối 771. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo ghi nhận, lòng hồ Trạng Đìa đã được cải tạo một phần. Công ty Thanh Tâm cũng đã trồng một số cây tràm hoa vàng, keo lai ở quanh lòng hồ, nhưng tỷ lệ cây sống rất thấp. Nhiều cây tràm mới chỉ cao khoảng 30cm, bị bật gốc, chết ngả nghiêng. Hiện tại dự án vẫn chưa hoàn thành việc tích nước phục vụ sinh hoạt sản xuất cho người dân không đảm bảo, và còn thiếu các hạng mục đắp bờ hồ, trồng cây xung quanh bờ hồ. Trước tình trạng trên, xã Do Mỹ đã mời công ty Thanh Tâm về làm việc và yêu cầu hoàn thành dự án như cam kết, nhưng phía công ty cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác. Qua tìm hiểu, khán giả Bùi Ngọc Vũ được biết, dự án nạo vét lòng hồ Trạng Đìa bắt đầu khởi công vào tháng 8 năm 2012 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2013. Sau đó, phía công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm, đơn vị trúng thầu dự án này, đã nêu lý do gặp khó khăn về nguồn vốn, nên Ủy ban Nhân dân xã Do Mỹ gia hạn đến năm 2015 phải hoàn thành dự án. Thế nhưng đến nay, mọi thứ vẫn còn dang dở. Nhiều người dân cho rằng công ty đầu tư nạo vét lòng hồ chỉ với mục đích là tận thu khoáng sản. Trong khi đó, hiện công ty Thanh Tâm đã hoàn thành việc thăm dò khoáng sản và đang xin Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép cho khai thác titan tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Trần Hoàng từ số điện thoại 0166 3 số cuối 760. Anh Hoàng cho biết nhiều năm qua người dân thuộc khu vực khóm 2, 4, phường 2 và khóm 3, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu luôn sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Nguyên nhân của tình trạng trên là do ảnh hưởng bởi rác thải và mùi hôi thối nồng nặc từ con kênh Lộ Thiên nằm ngay trung tâm thành phố. Con kênh Hở có chiều dài 500m chạy qua nhiều xóm phường của thành phố Bạc Liêu. Đoạn đầu kênh thuộc khu vực khóm 3, phường 5 chạy qua đường Cao Văn Lầu, sau đó chạy qua khu vực khóm 2, phường 2 qua đường Ninh Bình. Ở cuối con kênh lại thuộc khóm 4, phường 2. Từ đó nước thải của con kênh này chảy ra con kênh 30 tháng 4.
Theo ghi nhận vào sáng ngày 8 tháng 10, nước dưới kênh là một màu nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Do không thường xuyên được dọn dẹp nên rác thải bị ứ đọng lại. Nhiều đoạn bị bồi lắng do phù sa, không thoát được nên ngày càng trở nên ô nhiễm hơn. Qua tìm hiểu, khán giả Hoàng Trần được biết là con kênh này được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2008 và là nơi thoát nước thải sinh hoạt của khu dân cư. Nước từ đây thoát ra kênh 30 tháng 4 thông qua trạm bơm được đặt tại khu vực chợ phường 2. Thế nhưng khu vực đầu trạm bơm quá cạn do bồi lắng nên nước thải không thoát ra được, gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên. Khán giả Hoàng Trần cũng cho biết đã có nhiều người dân không thể sống trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này nên đã dọn nhà đi nơi khác. Những người ở lại thì luôn phải đóng chặt cửa, hạn chế mùi xú uế. Mặc dù mỗi cuối tuần đều có nhiều đoàn viên, sinh viên của các trường đại học cao đẳng phối hợp cùng với đoàn viên của phường và khóm cùng làm vệ sinh, vớt rác, nạo vét lòng kênh, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm thiểu. Rất mong chính quyền các cấp sớm có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây. Thời gian qua tại tỉnh Cà Mau, nhiều người dân nhận giao khoán đất rừng U Minh đã gặp khó khăn trong sản xuất do đất tại đây bị nhiễm phèn mặn. Người dân trồng lúa chỉ đủ ăn, trong khi cây tràm thì chưa phát huy hiệu quả kinh tế và phải trồng trong thời gian dài thì mới khai thác được. Tuy nhiên, với sự cần cù lao động của người dân thì vẫn có những hộ kinh tế cá thể vươn lên làm giàu, không chỉ cho mình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác. Mô hình kinh tế của gia đình từ số điện thoại 0974 3 số cuối 542 chia sẻ dưới đây là một điển hình. Canh tác trên phần đất giao nhận khoán 10 hecta, trong đó đất trồng tràm 7 hecta, còn lại trồng lúa để lấy ngắn nuôi dài. Anh Hà Thanh Trình đã mạnh dạn đi đến một số tỉnh lân cận để tìm hiểu các mô hình làm ăn có hiệu quả. Năm 2014, anh tận dụng diện tích đất bờ sáng rừng tràm và mướn thêm phần đất của bà con gần nhà để trồng 0,7 hecta gừng củ. Sau một năm trồng, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên thu hoạch đạt hiệu quả cao. Trừ chi phí, anh Trình còn lãi 280 triệu đồng. Đầu năm 2016 này, do giá gừng giảm mạnh nên anh chuyển sang trồng một số loại hoa màu khác, như trồng ớt sen với hành lá và đu đủ. Với diện tích trồng 5.000 m², sau 3 tháng trồng hoa màu của anh Trình đang phát triển khá tốt và bắt đầu cho thu hoạch. Ngoài diện tích trồng ớt, hiện nay anh Trình đang trồng thêm khoai lang tím và 0,5 hecta gừng. Nếu như giá gừng cuối năm nay khoảng 7.000 đồng 1 kg, thì anh thu hoạch trên 200 triệu đồng. Nhờ sản xuất có quy mô khá lớn, nên mô hình sản xuất của anh còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Cần cù và chí thú làm ăn nên kinh tế gia đình của anh Trình nay thuộc loại khá giả trong ấp. Với mô hình trồng màu có hiệu quả, anh Hà Thanh Trình được xã Nguyễn Phích công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 2 năm liền. Thưa quý vị, vào sáng ngày 8 tháng 10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp với câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu thuộc Quỹ học bổng Vừa A Dính tổ chức hội thi Em yêu biển đảo quê hương tại trường Trung học cơ sở Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với mục đích là nâng cao hiểu biết cho học sinh về chủ quyền biển đảo Việt Nam, hội thi đã thu hút đông đảo học sinh trong trường cũng như người dân địa phương theo dõi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh về hội thi này qua clip chia sẻ của khán giả Phạm Minh Thành từ số điện thoại 0984 3 số cuối 939 đã gửi tới chương trình. Hội thi Em yêu biển đảo quê hương được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên. Không chỉ thu hút học sinh trong nhà trường, mà còn có đông đảo người dân địa phương đến theo dõi hội thi. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu biển đảo là những phần thi sôi động gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Các câu hỏi xoay quanh kiến thức về biển đảo Việt Nam, lịch sử bảo vệ độc lập chủ quyền trên biển của dân tộc.
11 đội thi của các lớp đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người xem. Đây thực sự là hoạt động ngoại khóa bổ ích đối với học sinh trường trung học cơ sở Hợp Thành. Kết thúc hội thi, nhóm thí sinh của lớp 9A1 đã giành giải nhất. Theo chia sẻ của khán giả Phạm Minh Thành, thì hội thi Em yêu biển đảo quê hương được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết cho học sinh về biển đảo Việt Nam. Từ đó giáo dục các em học sinh lòng yêu nước, yêu biển đảo, củng cố niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Thông qua hoạt động góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với nhân dân, các em học sinh các cơ quan, trường học trên địa bàn đóng quân. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 20 suất quà học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, gia đình chính sách của xã Hợp Thành trị giá gần 30 triệu đồng. Cảm thương khi thấy cảnh người nhà bệnh nhân nghèo phải qua đêm ở gầm cầu thang, hành lang bệnh viện, Hội Doanh nghiệp Trẻ Quảng Trị đã chung tay góp sức xây dựng nên những căn nhà ở miễn phí. Sáng ngày 8 tháng 10, khu nhà ở này đã được khánh thành và đưa vào hoạt động trong niềm vui chung của những mạnh thường quân cũng như những người được sử dụng. Có mặt và tham gia buổi lễ ý nghĩa này, khán giả Bùi Ngọc từ số điện thoại 0976 3 số cuối 215 đã ghi lại hình ảnh và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thân các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có nơi sinh hoạt lưu trú, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị đã vận động quyên góp từ cán bộ anh chị em trong và ngoài hội để xây dựng khu nhà ở miễn phí cho những đối tượng này. Và vào sáng ngày 8 tháng 10, trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, khu nhà ở có quy mô 420m² với 10 phòng nghỉ, với số vốn xây dựng 1,2 tỷ đồng đã chính thức được đưa vào hoạt động. Tại đây, 10 phòng nghỉ có 2 nhà vệ sinh chung, mỗi phòng có 3 giường, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi miễn phí cho người nhà bệnh nhân. Được biết, tại buổi lễ, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn trao tặng nhiều hiện vật và tiền để ủng hộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 8 tháng 10 trên địa bàn xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong. Vào thời điểm trên, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực dãy cà phê sau nhà nạn nhân nên chạy đến xem thì phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn. Vụ việc đang được công an huyện Krông Nô điều tra làm rõ. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 3 số cuối là 907. Vào khoảng 21 giờ đêm ngày 7 tháng 10, công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ ập vào quán internet số 172 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phương, 26 tuổi, trú phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, giải cứu một thiếu niên. Trước đó, thấy nam thiếu niên đang ngồi chơi trong tiệm internet, bất ngờ bị Phương lao vào, kẹp cổ và lôi vào bên trong để uy hiếp nhiều giờ đồng hồ. Phản ánh của khán giả Thanh Hải từ số điện thoại 0903, 3 số cuối là 779. Tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An hiện đang tồn tại tình trạng đường dây điện chênh vênh bên sườn núi. Về lâu dài, nếu đường dây điện này không được di rời hoặc có phương án bảo vệ, khi mùa mưa bão đến, các mô đất xung quanh bị xói mòn sẽ dẫn đến gãy đổ, mất an toàn về điện. Phản ánh của khán giả Vũ Phong số điện thoại 0919 3 số cuối là 221. Khi đã tận thu hết titan, dự án nạo vét đồng hồ Trạng Đìa, thôn Cẩm Phổ, xã Do Mỹ, huyện Do Linh, Quảng Trị vẫn dở dang, dù đã chậm tiến độ 3 năm.
Dù đơn vị trúng thầu và thực hiện dự án là công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm nêu lý do vì khó khăn về nguồn vốn, nhưng công ty này vẫn đang xin cấp phép khai thác titan tại một địa điểm khác. Phản ánh của khán giả Bùi Ngọc Vũ từ số điện thoại 0947 3 số cuối là 771. Một tuyến kênh Lộ Thiên nằm trên khu vực thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt lâu ngày bị tù đọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Phản ánh của khán giả Hoàng Trần từ số điện thoại 0166 3 số cuối là 760. Thời gian qua tại tỉnh Cà Mau, nhiều người nhận giao khoán đất rừng đã gặp khó khăn trong sản xuất do nơi đây bị ô nhiễm phèn mặn. Thế nhưng nhờ sự cần cù và chí thú làm ăn nên mô hình kinh tế gia đình của Hà Thanh Trình ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Chia sẻ của khán giả Thành Tạo từ số điện thoại 0974 3 số cuối là 542. Vào sáng ngày 8 tháng 10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp với Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu thuộc Quỹ học bổng Vừa A Dính tổ chức hội thi Em yêu biển đảo quê hương tại trường Trung học cơ sở Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Với mục đích nâng cao hiểu biết cho học sinh về chủ quyền biển đảo quê hương, hội thi đã thu hút đông đảo học sinh trong trường cũng như người dân địa phương theo dõi. Chia sẻ của khán giả Phạm Minh Thành từ số điện thoại 0984, 3 số cuối là 939. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thân các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có nơi sinh hoạt lưu trú, Hội Doanh nghiệp Trẻ Quảng Trị đã chung tay góp sức xây dựng nên những căn nhà ở miễn phí. Sáng ngày 8 tháng 10, khu nhà đã được khánh thành với quy mô 420m², đáp ứng phần nào nhu cầu nghỉ ngơi miễn phí cho người nhà bệnh nhân. Chia sẻ của khán giả Bùi Ngọc từ số điện thoại 0976 3 số cuối là 215. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị, đó là chiếc đồ thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.